Chào mừng anh em đã quay trở lại Full Stack. Thì hiện mình đang quay video này vào tầm 10 giờ rưỡi. Và ở Nhật ấy, ở Tokyo thì hiện đang là 3 độ, cực kỳ lạnh. Nói chung là hiện là buổi tối chỉ có bật ở nhà và bật máy sưởi thôi. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ làm một cái video tiếp theo về Docker. Thì nội dung của video này thì mình sẽ giới thiệu về Docker Compose. Đây là một cái công cụ không thể thiếu khi các bạn sử dụng Docker nhé. Thì nội dung ấy thì mình sẽ giới thiệu về Docker Compose, các cách cài đặt Docker Compose, và sau đó thì mình sẽ chạy một application nhiều container bằng Docker Compose, và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu các command cơ bản bạn có thể sử dụng để thao tác với Docker Compose nhé. Ok, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Để bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu về các cách cài đặt Docker Compose. Thì cách cài đặt cũng khá đơn giản. Đầu tiên các bạn sẽ mở cái trang chủ hướng dẫn cài đặt của Docker Compose. Link thì mình sẽ để ở dưới phần description nhé. Thì theo như cái ghi lưu ý của Docker Compose ấy, thì Docker Compose sẽ được đi kèm khi mà các bạn cài đặt Docker bằng Docker for Windows hay là Docker for Mac OS, thì các bạn có thể sử dụng Docker Compose luôn. Nếu các bạn cài đặt trên Linux server ấy, thì sẽ sử dụng một cái command bắt đầu bằng curl để tải Docker Compose binary file về máy tính của bạn. Hoặc là các bạn có thể sử dụng pip. Pip là một cái package installer của Python, và các bạn sẽ chạy cái lệnh pip install docker-compose để cài đặt nhé. Cài đặt trên Linux server hay là bằng pip ấy, thì đều chỉ cần một command, cho nên là cách cài đặt cực kỳ đơn giản luôn ấy. Thì nếu các bạn đã cài đặt xong và muốn kiểm tra docker-compose ở trên cái môi trường của bạn ấy, thì có thể gõ command docker-compose version. Nếu kết quả đã được như thế này, tức là ok, và chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu docker-compose nhé. Sau khi đã cài đặt xong Docker Compose, thì việc bạn cần làm tiếp theo là tạo một folder mới. Và trong cái folder đấy thì chúng ta sẽ tạo một cái file có tên là docker-compose.jam. Thì đây là một cái file mặc định mà Docker Compose sử dụng để định nghĩa cái application. Thì để giải thích về Docker Compose thì mình sẽ chạy một cái trang blog bằng WordPress. Để chạy một trang blog bằng WordPress thì mình sẽ cần phải chạy hai container. Thứ nhất là một cái container WordPress, thứ hai là một container chạy MySQL DB. Thì bởi vì hai cái service này đều có public image ở trên Docker Hub, cho nên trong cái ví dụ này thì mình sẽ không cần phải định nghĩa Docker file, mà chỉ cần viết docker-compose.jam nhé. Việc mình cần làm tiếp theo là chọn cái version cho container image. Ở đây thì mình sẽ chọn version cho MySQL là 5.7, còn version của WordPress thì mình sẽ chọn là 5.6 và sử dụng PHP 7.4. Ở trong docker-compose.jam thì bạn sẽ cần phải định nghĩa tất cả các thành phần và config của application. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải định nghĩa 4 cái thành phần hay cái keyword là version, services, network và volume. Thì ở trong docker-compose.jam thì version và services là hai cái keyword bắt buộc phải có. Còn volume và network thì optional, các bạn có thể định nghĩa hay không để ok hết. Đầu tiên thì mình sẽ định nghĩa version. Ở đây thì mình sẽ chọn là 3. Thì đây là hiện tại là phiên bản mới nhất của Docker Compose. Thì các bạn sẽ cần phải lưu ý một chút là nếu các bạn search Google mà gặp phải những tutorial đang sử dụng là Docker Compose version 2 hay là 1 ấy, thì đấy là những tutorial cũ rồi, các bạn có thể bỏ qua. Bởi vì là cách viết giữa các version của Docker Compose sẽ là hơi khác nhau một chút nhé. Hiện tại thì Docker đang khuyến khích là sử dụng version 3. Các bạn chỉ cần nhớ như thế là ok. Tiếp theo là services. Ở đây thì mình sẽ định nghĩa hai cái service là WordPress và DB. Thì ở trong mỗi service thì mình sẽ cần phải định nghĩa cái container image mà mình sử dụng. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng một keyword có tên là image, và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng lần lượt hai cái container image là WordPress 2.5.6 trừ PHP 7.4 và MySQL 2.5.7. Tiếp theo thì việc mình cần làm là định nghĩa cái environment variable, các biến môi trường để cấu hình các cái container. Thì như mình cũng đã giới thiệu ở video tuần trước, thì đối với các application chạy container thì các bạn sẽ rất hay sử dụng environment variable để truyền configuration data vào bên trong container. Thì ở đây đối với cái container image MySQL 5.7 thì mình sẽ cần phải định nghĩa 4 cái environment variable có tên là MySQL database, MySQL user, MySQL password và cuối cùng là MySQL random root password. Đây đều là những cái environment variable đã được định nghĩa sẵn ở trên cái Docker Hub nhé. Tiếp theo là container image WordPress.
thì mình cũng sẽ cần phải định nghĩa các cái environment variable có tên là WordPress, DB host, tiếp theo là DB user, DB password và cuối cùng ấy là DB name. Các bạn sẽ cần lưu ý một chút đấy là ở cái chỗ mà WordPress DB host thì mình sẽ viết là DB. Bởi vì ấy, là Docker Compose sẽ tự động networking ở giữa các cái service với nhau. Và sau khi networking xong ấy thì các bạn có thể sử dụng tên của service làm host name của cái sẽ có cái container đang chạy cái service đấy. Tiếp theo thì mình sẽ định nghĩa cái volume. Thì như các bạn đã biết, dữ liệu bạn lưu ở trong container sẽ biến mất khi bạn xóa cái container đấy. Thì để tránh cái việc này thì mình sẽ tạo hai cái volume có tên là WordPress và DB. Và sau đó sẽ mount vào bên trong hai cái service WordPress và DB để lưu trữ dữ liệu. Thì đối với container image WordPress thì mình sẽ mount vào cái địa chỉ là /www.html. Thì đây là nơi mà WordPress sẽ lưu cái thông tin vào đây. Tiếp theo đối với container image MySQL ấy, thì mình sẽ mount vào cái địa chỉ là /lib/MySQL. Đây là nơi mà dữ liệu của MySQL được lưu trữ nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cần phải định nghĩa cái thứ tự chạy container. Đây là một cái công việc cũng là rất là quan trọng nhé. Chắc mình nghĩ là các bạn cũng biết thôi. Thì bình thường ấy, thì các bạn sẽ phải chạy DB trước, sau đó mới chạy application. Thì container cũng tương tự như vậy. Thì mình sẽ phải chạy container DB trước, sau đó mới chạy container application, đấy là WordPress. Để làm được điều đó ấy, thì mình sẽ sử dụng keyword depends gạch dưới on ở trong cái service WordPress. Thì nội dung của cái depends on ở đấy ấy, thì mình sẽ điền là DB, tức là mình muốn là cái container DB ấy sẽ chạy trước và sau đó mình sẽ chạy WordPress. Tiếp theo thì mình sẽ chỉ định port forwarding ở trong service WordPress. Thì ở đây thì mình sẽ ghi là 8080 2.80, có nghĩa là ấy, thì mình sẽ đăng nhập vào cái port 8080 với IP của cái máy ảo Vagrant của mình để truy cập vào port 80 của container WordPress. Thì nếu các bạn chưa biết ấy, thì WordPress sẽ chạy mặc định ở port 80 nhé. Và cuối cùng thì mình sẽ chỉ định cái restart policy của mỗi container là on square, tức là nếu một container trục trặc gì đấy mà dừng lại thì sẽ tự động khởi động lại nhé. Và cái thành phần cuối cùng của Docker to Compose.jam là network. Thì ở đây thì mình sẽ không định nghĩa ở trong cái ví dụ này, cho nên là Docker Compose sẽ chạy, sẽ sử dụng một cái network mặc định là default. Thì các bạn có thể sử dụng network để định nghĩa cái virtual networking ở giữa các service với nhau. Thì thật sự thì ở môi trường dev ấy, thì các bạn cũng sẽ không cần thiết lắm, còn nếu trên môi trường production ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ cần phải định nghĩa nhé. Thì có lẽ là mình sẽ dành một cái video khác để giải thích kỹ hơn về networking ở trong container nhé. Tiếp theo, để chạy một application định nghĩa bằng Docker to Compose ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần sử dụng một cái command duy nhất là Docker to Compose up. Thì sau khi chạy xong command này, các bạn sẽ nhìn vào phần terminal thì sẽ có khá nhiều thông tin ở trong này nhé. Thì đầu tiên Docker to Compose sẽ tạo một cái network có tên là default với prefix ấy, là cái phần chữ ở phía trước ấy, là tên của cái folder mà hiện mình đang chạy Docker Compose. Ở đấy chính là cái folder sample-01. Tiếp theo thì các bạn sẽ thấy hai cái volume là WordPress và DB được tạo ra nhé. Và sau khi tạo xong volume ấy, thì Docker Compose sẽ tải về hai cái container image MySQL 5.7 và WordPress 5.6 về máy tính của bạn. Trong trường hợp ấy, máy tính của bạn chưa có hai cái container image này. Tiếp theo, sau khi tải xong cái container image, các bạn có thể thấy là Docker to Compose sẽ chạy hai cái container là DB và WordPress. Và sau khi chạy xong ấy, thì Docker Compose sẽ attach vào bên trong hai container này, tức là kết nối với hai container này, và các bạn có thể thấy log của từng container sẽ được in ra vào tên terminal. Ở đây các bạn lưu ý một chút là các bạn sẽ thấy là có một cái lỗi là MySQL connection refuse. Bởi vì ấy, là tuy là mình đã định nghĩa là DB container sẽ chạy trước, WordPress container sẽ chạy sau, nhưng mà bản thân cái MySQL ở bên trong DB container ấy là cần một cái thời gian để khởi động xong. Mà trong cái khoảng thời gian này mà cái container WordPress lại gửi request tới, cho nên bị in ra cái lỗi này. Vì vậy thì mình sẽ cần phải chờ từ 10 đến 20 giây để MySQL ở trong DB container chạy xong nhé. Sau khi cái command này chạy xong xuôi ấy, thì tiếp theo thì mình sẽ check cái IP của cái máy ảo Vagrant của mình. Ở đây thì mình sẽ có IP là 192.168.33.20. Và các bạn sẽ nhìn lại cái phần
port forwarding. Để kiểm tra cái application của mình thì mình sẽ mở browser và truy cập vào địa chỉ 192.168.33.20.2.8080. Và các bạn sẽ thấy là phần config của WordPress đã hiện ra. Vậy là mình đã chạy xong một cái trang blog sử dụng WordPress và MySQL bằng Docker True Compose. Các bạn có thể thấy là cũng không phức tạp lắm đúng không? Ở phần tiếp theo này thì mình sẽ giới thiệu một số cái command cơ bản bạn sẽ sử dụng để quản lý Docker True Compose. Thì đầu tiên thì như các bạn đã biết thì chúng ta có thể gõ ra Docker Container PS để kiểm tra các container đang chạy ở trên hệ thống. Thì sau khi bạn chạy Docker True Compose up ấy, thì bạn có thể gõ là Docker True Compose PS để in cái list container ra nhé. Thì theo mình ấy, thì cái thông tin in ra của cái command này dễ nhìn hơn so với là Docker Container PS. Ở phần name ấy, các bạn sẽ thấy là tên của các container. Tiếp theo, các bạn sẽ nhìn vào phần terminal. Nếu giả sử các bạn muốn dùng cái command Docker True Compose up ấy, hiện đang ở cái attack mode, tức là đang đọc log từ các container ấy, thì bạn sẽ phải ấn là Ctrl C. Thì ngoài ra nếu các bạn muốn chạy cái command Docker True Compose up nhưng mà terminal không bị dừng lại như thế này ấy, không bị chặn, thì các bạn có thể thêm cái tham số -d, tức là detect mode, hay là Docker True Compose sẽ chạy các cái container ở chế độ background. Và các bạn có thể gõ các command khác sau cái command Docker True Compose up. Sau khi đã chạy container ở chế độ detect mode thì bạn có thể gõ lại cái command Docker True Compose PS và có thể thấy là cái kết quả thì sẽ tương tự, không thay đổi gì hết. Thì nếu các bạn muốn dừng container đang chạy ở chế độ detect mode thì các bạn có thể sử dụng command là Docker True Compose stop. Ngoài ra nếu các bạn muốn kiểm tra xem là cái file Docker True Compose .jar có hợp lệ hay không thì có thể sử dụng command là Docker True Compose config. Thì nếu ra kết quả như thế này thì tức là hợp lệ, còn nếu mà có lỗi thì Docker True Compose sẽ báo lỗi ở dòng nào cho bạn biết. Hoặc các bạn cũng có thể thêm cái tham số -q, tức là quiet mode, vào sáu cái command này để Docker chạy check nhưng mà không in ra dài như thế này nhé. Thì nếu các bạn muốn chạy lại các cái container đã dừng sau cái command Docker True Compose stop ấy, thì chúng ta có thể sử dụng command Docker True Compose start để khởi động lại các container nhé. Trong trường hợp bạn muốn kiểm tra cái volume mà bạn đã tạo trong Docker True Compose ấy, thì bạn có thể sử dụng command Docker volume ls. Thì sau khi chạy cái command này, nếu các bạn muốn kiểm tra xem là đường dẫn của volume được lưu ở đâu ấy, thì các bạn có thể gõ command Docker inspect volume cùng với tên. Ở đây thì mình sẽ thử dùng là volume db. Thì các bạn sẽ nhìn vào cái phần property có tên là mountpoint, thì ở đây sẽ chính là cái đường dẫn lưu ở trên cái host machine của bạn, tức là cái máy đang cài Docker ấy. Thì để kiểm tra cái folder này thì mình sẽ sử dụng command sudo ls-la để kiểm tra xem nội dung của cái folder này nhé. Mình cần sudo bởi vì cái thứ mục này là nó quên root. Tiếp theo, trong trường hợp bạn muốn kiểm tra các process đang chạy ở trong container thì các bạn có thể gõ command docker true compose stop. Thì sau khi chạy các bạn có thể nhìn thấy là mỗi cái process đang chạy trong container nhé, cực kỳ có ích luôn đấy. Nếu các bạn chỉ muốn nhìn process ở trong một cái container nhất định nào đấy thì có thể gắn tên của container sau cái command này. Để kiểm tra log của các container mà bạn đã chạy ở trong chế độ detect mode hay là bạn đã chạy ra Docker True Compose up -d thì bạn có thể gõ command là Docker True Compose logs. Thì ở đây thì bạn sẽ kiểm tra được tất cả các log của container chạy trong application của bạn. Tiếp theo là một cái thao tác mà mình nghĩ là các bạn sẽ rất hay phải làm là truy cập vào trong container. Thì các bạn có thể gõ command là Docker container exec-id cùng với id của container hoặc là tên của container, và cuối cùng là shell của cái container đấy. Thì ở đây thì mình sẽ dùng là gạch chéo bin, gạch chéo bash. Thì các bạn có thể truy cập vào bên trong container. Thì hiện sau khi truy cập xong ấy thì cái user mặc định là root nhé. Tiếp theo, trong trường hợp bạn muốn xóa các cái container mà bạn đã chạy bằng Docker True Compose ấy, thì đầu tiên là bạn sẽ phải dừng bằng lệnh Docker True Compose stop và sau đó sẽ chạy command là Docker True Compose rm, tức là remove ấy. Thì sau khi chạy xong thì bạn có thể gõ lại command là Docker container ps để kiểm tra, thì có thể thấy là tất cả các container đã được xóa. Ok, vậy là mình đã giới thiệu khái quát về Docker Compose. Thì Docker Compose thường sẽ được sử dụng ở trên môi trường dev cũng như môi trường test.
Vâng, trong trường hợp bạn muốn deploy lên production ấy, thì bạn có thể tìm hiểu về Docker Swarm Cluster. Thì nhưng hiện tại ấy, thì mọi người thường sẽ deploy lên Kubernetes thay vì Docker Swarm. Cho nên là mình cũng không muốn đi sâu quá vào Docker Swarm nhé. Thì theo mình ấy, Docker Compose là một công cụ không thể thiếu và cực kỳ có ích nếu các bạn tận dụng ở trên môi trường dev. Docker Compose sẽ giúp bạn tạo nhanh cái môi trường để develop application cũng như là test. Và ngoài ra ấy, Docker Compose cũng là một cái ví dụ điển hình liên quan tới infrastructure as code. Bạn sẽ cấu hình application bằng một cái file duy nhất là docker-compose.jam. Và sau đó ấy, thì bạn sẽ chỉ sử dụng một command duy nhất là docker-compose-up để chạy application của bạn. Cái này là cực kỳ nhanh luôn đấy, tiết kiệm thời gian của bạn rất là nhiều. Mình mong là các bạn nếu chưa biết về Docker Compose, sau khi xem xong video của mình thì có thể bắt tay vào cài Docker Compose và thử viết một cái application nhiều container nhé. Thì nếu các bạn cảm thấy video của mình có ích và muốn cập nhật thêm nhiều video từ mình ấy, thì có thể ấn nút subscribe ở phía dưới nhé để ủng hộ mình. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở trong video tuần tiếp theo.